Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm bộ tháo thụt đại tràng của hãng Topquafocus được mình order trên amazon.com. Như các bạn đã thấy ở đây thì đây là toàn bộ pack kit của túi tháo thụt của hãng Topquafocus mà mình đã order trên Amazon Mỹ. Thì đầu tiên là về ống đựng nước tháo thụt, thì nó làm bằng chất liệu silicon dẻo. Ở đây có phần chia vạch mực nước để các bạn có thể kiểm soát mực nước tháo thụt các bạn cho vào. Về bản thân mình order cho khách ấy, thì mình thấy chất lượng của túi của hãng Topquafocus, chất lượng silicon của nó tốt hơn rất nhiều so với hãng Aussie. Dẻo hơn này, silicon cũng dày hơn. Và túi này có thể chứa được 2000 ml nước. Tiếp theo ấy là về phần các ống để các bạn trực tiếp cho vào hậu môn. Thì hãng Topquafocus này có 4 loại, có trong pack kit của nó có 6 loại ống, trong đó 4 loại ống là dẻo, còn 2 loại ống là cứng. Ở đây chúng ta cũng có thể có một vòi để thay thế, vòi này là để điều chỉnh cái lượng nước trong ống để cho nó chảy theo một chiều. Và ở đây là túi van để các bạn nối với ống có thể nó chắc chắn hơn. Và về phần ống nối với cái túi tháo thụt kia ấy, là đường ống này dài 2 mét. Và trên cái đường ống này ấy, có một cái van này là van để cho hướng lượng nước từ túi tháo thụt chảy theo một chiều. Và các bạn cũng có được tặng kèm thêm một cái van thay thế ở đây này. Và phần này là cái van để điều chỉnh lượng nước theo mong muốn của các bạn, điều chỉnh nhiều hoặc là ít, từ từ chảy từ túi tháo thụt kia xuống. Ở đây hãng cũng làm cho các bạn một cái móc treo bằng inox. Mình thì quay buổi chiều nên có thể hơi bị ngược sáng một chút, các bạn có thể nhìn cho rõ. Và ở đây là cái vòi để mình vệ sinh cái đường ống tháo thụt kia cho dễ dàng. Cái vòi này thì được làm bằng inox nhưng mà nó rất là dẻo các bạn, và nó rất là dài đấy. Nó dài như này. Các bạn có thể cho vào trong ống như thế này để vệ sinh một cách dễ dàng. Mình thử cho các bạn xem nhé. Đây, bắt đầu đường ống tháo thụt này, mình sẽ cho cái dây vệ sinh vào. Đây, các bạn có thể rửa dễ dàng. Đó. Thì mình sẽ lắp thử ống tháo thụt cho các bạn xem. Thì ở đây nhà sản xuất cũng có một cuốn là cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đi kèm theo hướng dẫn sử dụng thì sẽ là một bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật nữa này. Đấy, bằng tiếng Nhật. Còn đây là bản bằng tiếng Anh. Đấy, đây là pack kit của hãng này. Rất là nhiều và đầy đủ luôn. Hướng dẫn chúng ta lắp ống, rồi sau rồi tháo ống như thế nào, cách sử dụng của sản phẩm ra làm sao. Đấy. Và đi kèm với một cái này nữa là một thanh cứu cạc của hãng. Và đây chúng ta cũng có một cái túi này để các bạn có thể đựng đồ tháo thụt này, mang đi du lịch được. Đấy, rất là tiện luôn. Hãng chuẩn bị rất là đầy đủ cho chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử cái túi tháo thụt cho các bạn để các bạn thử xem nhé. Đây. Đầu tiên là túi tháo thụt, chúng ta sẽ cho nước vào đây. Chúng ta sẽ dùng cái móc treo này để có thể móc vào túi tháo thụt này. Để chúng ta sau đó chúng ta sẽ treo lên trên một cái thanh nắm cửa gì đó để cho nó cao hơn và chúng ta tháo thụt như bình thường. Còn về phần nắp ống thì đây là ống dài dài 2 mét, thì chúng ta sẽ dùng cái đầu này của ống lắp vào túi đựng nước tháo thụt. Đấy. Lắp rất là dễ dàng các bạn. Đấy. Như thế là nó đã chắc rồi. Tôi sẽ cầm như này lên. Đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một trong 6 cái ống để trực tiếp cho vào đại tràng của chúng ta. Thì các ống này các bạn có thể vệ sinh và tái sử dụng được. Mình sẽ thử nắp một ống nhé. Đây, đầu ống vào phần này. Đó. Các bạn có thể mua thêm dầu dừa hoặc dầu ô liu để bôi trơn vào phần túi ống này để chúng ta có thể sử dụng tháo thụt vào trong phần hậu môn một cách dễ dàng. Vừa rồi là bài giới thiệu của mình về túi tháo thụt đại tràng mà mình đã order trên Amazon Mỹ. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì có thể để lại trong phần comment. Và nếu các bạn muốn order túi tháo thụt đại tràng cũng như các sản phẩm chính hãng khác từ Mỹ thì có thể tìm mình trong phần mô tả. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.